tức là nâng cao địch quân mà khinh thường sức của trẫm. Thật không dám, thằng chỉ là nói theo thật tình thôi. Khanh hãy nói cách nghĩ của khanh trước, trẫm sẽ chỉ chứng. Thánh thượng chỉ chứng. Lần này thánh thượng không sợ gian nan, ngự giá xuất chinh vì quốc gia trừ hại, cứu ba tánh trong cảnh lầm than. Đương nhiên thánh thượng là quân chủ anh mình, thương dân như con cháu, cả thiên hạ đều biết mà. Chỉ nhờ quân lực tác chiến, bên ta và địch nhất định là tử thương rất nặng, chả bị liên lụy lớn nhất là lão bá tâm. Chuyện này sẽ có hại cho sự anh minh của hoàng thượng. Vậy ý của khanh ra sao? Sách lược của làng Dương chỉ muốn kéo dài thời gian. Kéo dài? Thánh thượng cũng biết mà, có câu là đất hồ quảng, đất phong phú. Làng Dương chiếm được Hồ Nam, quân lương của hắn có thể đủ ăn 3 năm. Vậy mình tại sao không chặt đứt quân lương của hắn? Không sợ, chúng ta có thể chặn đứt quân lương của hắn mà. Chặn đứt quân lương của hắn thì chỉ tạm thời được thôi, không thể trương kỳ làm được như vậy mà. Đáng lý là phải nhắm vào điểm chính. Nhắm vào điểm chính? Ý của khanh tức là đi cướp lương thực của hắn? Nói thì dễ thôi, quân lương mà đổ cho hắn ăn trong 3 năm, phải cần bao nhiêu người mới khiêng đi hết. Vậy ý của khanh là sao? Hoàng thượng, xin hãy coi địa đồ này đây ha. Chỗ này là Hồ Nam, chỗ kia là Giang Tây, chỗ mà nằm giữa hai tỉnh này là Trấn Hồ Khẩu, chính là Lăng Dương tích trữ lương thực ở chỗ đó đó. Trấn Hồ Khẩu? Nếu như hắn tích trữ quân lương ở Trấn Hồ Khẩu, hắn nhất định sẽ tập trung binh lực ở đó. Vậy là trẫm không lại phải phái tinh binh để tấn công vào. Thật không muốn làm vậy. Thánh thượng à, có thể cho thần điều binh khiển tướng không ạ? Chuẩn tấu. Ta hoàng thượng. Cao Thanh, Hà Thao. Có. Ta phái 2 vị đi tập kích kho lần ở Trấn Hồ Khẩu. Mỗi người chỉ được dẫn theo 10 tên tinh binh. Hoàng đại nhân, như vậy số người hơi ít đó. Ta biết, nhưng mà nhiều người đi sẽ bị người ta phát giác. 2 người phải giả dạng như là lão bá tánh vậy. Ở trong hành lý chỉ được mang theo 1 cây quân đào, đồ còn lại đều là dầu mồi lửa. Quan thủ nhân, làm vậy hình như là hơi khó một chút đó. Đương nhiên là khó một chút rồi. Nếu như mà không khó, vì thần sao lại dám tự ý sai khiến tay chân đi bên cạnh của hoàng thượng đâu. Nhưng mà vậy nè, nếu như 2 người cảm thấy khó khăn, có thể không đi, ta có thể tuyển chọn 2 vị dũng tướng khác vậy. Mặt tướng tuân lệnh. Vậy thì tốt rồi, được 2 vị đi làm ta sẽ yên tâm hơn. Nè, 2 vị lập tức đi tuyển chọn tinh binh. Còn về là cách nào thì phải tùy cơ ứng biến. Ta chỉ cần 2 vị thiêu hủy kho lương của Lăng Dương ở Trấn Hồ Khẩu, vậy thì được rồi đó. Ê, nhớ lên, mau lên Ê, mau lên. À, xin lỗi nha. Thank you.
tướng quân nè, mấy anh cẩn thận nghe chưa.滚滚潮声轻皱我，恶滚滚。